20 Thái Nguyên chào anh em nhá. Chào các bác. Thì đã rất là lâu rồi thì mình mới lên sóng trực tiếp. Đấy, tất cả khung cảnh nhà mình buổi sáng thì xếp xe khá là đẹp, nhưng mà không gọi là cái lọc cái lá, các bác từ các tỉnh thành đến xem xe và cũng đã dinh về hai em, đặt chầu hai em rồi, một em K2007 và một em K3000 cũng đã về làm dâu mới đất 97 và đất 20 rồi. Thì trong clip này sẽ lên sóng, ít khi mình làm video báo giá, nhưng ngày hôm nay mình sẽ lên sóng với anh em trong cả một bãi xe nhiều xe như thế này, thì mình sẽ tuyển luôn cho anh em một dòng, ví dụ như là dòng 5 tạ, dòng 1 tấn, dòng 1 tấn tư, dòng 2 tấn tư, dòng 3 tấn rưỡi, dòng 5 tấn, dòng 7 tấn, dòng 8 tấn. Trong vô vàn gọi là biển xe như thế này, có những chiếc xe nào đẹp nhất, máy chất nhất, đều nhất, mình sẽ quay cho anh em. Gọi là clip này sẽ gọi là điểm danh những mẫu xe hiện tại ngày hôm nay mùng 4 tháng 6 đẹp nhất tại đặt xe tải, được chưa ạ? Thì lời đầu tiên thì xin phép gửi tất cả anh em bạn hữu, chúc tất cả anh em bạn hữu luôn luôn sức khỏe dồi dào, luôn luôn có một cái ý chí chiến đấu nó bứt phá để vượt qua đại dịch. Chúng ta vừa phát triển kinh tế lại vừa là chống dịch an toàn, được chưa? Thì đầu tiên mình sẽ đi từ cái dòng xe to đến xe nhỏ. Mình bình thường mình sẽ review xe nhỏ quen rồi, mình review từ những dòng xe từ 7 tấn trở xuống đi. Từ 7 tấn trở xuống thì nó ở bên tay phải. 7 tấn thì nó sẽ có 700A, 700B, 700C. 700A bình thường nó sẽ có một cái vị trí này của em 700A. 700A hiện tại mình còn đang có hai mẫu. Thì một mẫu chiều cao nó chiều cao 4m, thanh rằng kia nó thấp hơn cho nên không vào được, thì mình để ở trên cơ sở trên. Thì cứ thông báo thế thôi. 7A thì còn một con biển 15 chiều cao 4m. Xe đẹp, 7A là cái dòng xe cabin kép và thùng dài 6m9. Còn 7B hiện tại thì cũng có 4 xe, thì trong đó thì 7B xe đẹp. 7B xe đẹp thì hiện tại gọi là đời cao nhất, giá cao nhất, chát nhất, gọi là đẹp nhất hiện tại ở bãi. Hiện tại ở bãi ngày hôm nay thì có em biển 15 này. Đấy. Và cái dòng 700B này là không có cabin kép giống như dòng 7A, nhưng chiều dài của nó là chiều dài là 6m15, thùng 3 khoang và vẫn là lốp 8. Còn cái dòng 7A là tiền thân của 800A thì mình không nói tới nữa. Đấy. Thì đây là chiếc Olin 700B, một trong những chiếc xe mà hiện tại ở bãi đặt xe tải nó đang là hoa hậu. Đó, biển 15C. Sơn zin, người ta bảo là đẹp gì ạ? Sơn zin từ 3R Shock, sơn zin từ 3R Shock này. Đây, sơn zin, tất cả 3R Shock là sơn zin hết. Đây, sơn zin từ 3R Shock luôn. Tất cả sơn zin. Đấy, màu trắng ngọc trinh. Dàn lốp còn đâu đó là 90%. Đấy. Cái dòng xe này thì nó vẫn là đặc điểm là lốp là nhíp 2 tầng, nhíp 2 tầng và tất cả vẫn có chassis đôi cộng với lại sàn sóng và những cái dầm ngang. Đấy, những cái dầm ngang để cho cái khả năng chịu tải nó tốt hơn. Tải trọng chuyên chở hàng hóa của dòng 700B này nó là đây. Nó là 6 tấn 950. Đó. Thùng 3 khoang mở được 1 2 3 4 5 6 7 bửng. 7 bửng. Thích hợp để anh em chở cám hay chở trúc, chở trâu chở bò hợp lý. Đó. Thì đó là mẫu xe 700B hiện tại đời 2017 với giá dành cho anh em yêu cái đẹp 440 triệu đồng. Đó. Còn về cái dòng xe 8A hiện tại thì mình chưa, vẫn còn một em như thế này, nhưng bảo gọi là đẹp xuất sắc thì mình sẽ không giới thiệu trong clip này. Mình đợi con nào nó đẹp thực sự xuất sắc thì mình sẽ giới thiệu với tất cả quý vị và các bạn, được chưa? Trong clip này mình sẽ giới thiệu những chiếc xe đẹp xuất sắc, nghĩa là anh em lên chỉ việc bàn về giá thôi, không cần phải xem xét là nó có đâm va hay không, hay là xem xét là chiếc xe đấy nó có lỗi hay không. Không, ngày hôm nay lên sóng chiếc xe nó đẹp. Đó. Đến 7 xong đến phần 5B đi. 5B hiện tại thì mình cũng còn một chiếc xe đời cao nhất và giá chát nhất hiện tại.
đời 2017. Đấy, đời 2017 500B. Cái dòng 500B là 5 tấn anh em ạ. 5 tấn là thùng dài là 4m2 và mở được 5 bửng. Cái thế hệ đầu tiên là 2015 thì nó vẫn chưa mở được 5 bửng, nó vẫn là thành thùng 3 vách. Đấy. Còn sang đến thế hệ đời 2017 này, ngoài mở 5 bửng ra nó còn lên gương cao. Đây, gương cao. Đấy. Đó. Chiếc xe này đời 2017 có giá 335 triệu đồng, 335 triệu đồng. Và chiếc xe này nó vẫn là nguyên bản, chưa có chế gì cả, nó vẫn là nguyên bản, không chế lốc kê, cho nên đăng kiểm vẫn ok. Và lên gương cao và kính chỉnh điện là nguyên bản nhá. Kính chỉnh điện đây. Chiếc xe này hồ sơ cầm tay, hồ sơ cầm tay luôn. Anh em mua về chỉ việc ra tên thôi. Đây. Thì đó là về lòng 5 tấn. Còn dòng sau dòng 5 tấn này nhỏ hơn tí nữa thì nó gọi là cái dòng xe 3 tấn rưỡi anh em ạ, 3 tấn rưỡi. 3 tấn rưỡi, dưới 3 tấn rưỡi nó là 3 tấn 490 dành cho anh em bằng B2 vẫn có thể chạy được thì mình để góc bên bên này. Thì hiện tại dòng 3 tấn rưỡi mình đang có hai phiên bản thì nó là 700B à 3 và 350 lưu, 350 và 350 lưu. Đấy. Thì hiện tại 350 có em biển 71 này và em biển 34. Máy cơ. Dòng xe này máy cơ đời 2017. Đấy. Đây. 350. Đây mẫu xe 3 tấn 490 này, bằng B2 vẫn có thể chạy được thì có em này đẹp. Hồ sơ cầm tay luôn. Nghĩa là anh em chỉ về chỉ việc ra tên chính chủ thôi. Thì em này có giá là 275 triệu. Đấy, còn cái em 500B vừa rồi là 335 triệu, em này là 275 triệu. 3 tấn rưỡi. Còn anh em thích 3 tấn rưỡi nhưng mà máy điện thùng dài hơn thì có em 350 new. 350 new anh em ạ. Đấy, 350 new là dòng xe máy điện. Đây, 350 new đây. 350 new. Đó. Thì dòng xe 350 như này nó khác là gì, anh em nhìn thấy quả thùng này. Thùng thì nó giống như cái dòng 500B ấy. Thì nó dài, thậm chí là dài hơn 500B cơ. Nó không những mở được 5 bửng mà nó là dài 4m35. Đấy. Thì nó cải tiến hơn cái thế ấy. Đời 2017 máy cơ là cái thùng nó chỉ dài 3m7 thôi. Đấy. Cái đời 2018 này nó chênh nhau không nhiều. Nếu anh em là một tín đồ của máy điện và cần thùng dài thì em này thùng dài là 4m35 và có giá là 310 triệu. Tất nhiên Olin thì đó là những mẫu xe hiện tại đẹp nhất về dòng Olin 3 tấn rưỡi 5 tấn 7 tấn. Còn dòng xe 2 tấn 4, bây giờ mình sẽ đến 2 tấn 4. 2 tấn 4 thì mình còn khá là nhiều xe anh em. Mình anh em nhìn này, ôi đi mệt quá, mãi chưa hết xe. 2 tấn 4 sẽ tham khảo mẫu xe này. Đây, hoa công chúa, người ta gọi là công chúa ngủ trong rừng. Em này bán rồi nhá, em này cọc tiền bán rồi nhá. Đây, công chúa ngủ trong rừng. Đấy, biển 12. Anh em nhìn này, để anh em nhìn này, mình để góc rộng anh em nhìn. Biển 12 06255, em chở cây giống này. Đấy, 355 triệu nếu anh em thích màu xanh dương. Còn chút nữa sẽ review em màu trắng cho anh em. Đây thùng này. Đó, đó. Đấy. Nếu em đẹp. Dòng xe còn sót lại của Thaco. Đây. Sàn đây. Đó. Giá em này thì tất nhiên không rẻ. Đến nhà đặt xe tải thì anh em có rất là nhiều lựa chọn. Ngoài những chiếc xe đẹp xuất sắc này ra, giá hơi cao một chút, có thể cao hơn 5 triệu 10 triệu. Nhưng có những chiếc xe bình thường đôi khi anh em chỉ cần cũng thôi cũng được. Thì lựa chọn những mẫu khác có thể cùng đời, rẻ hơn là chuyện bình thường anh em ạ. Nhá. Còn giá cả thì mình đã đưa ra những chiếc xe đẹp nhất ngày hôm nay. Thì anh em chỉ việc đến cân đối về cái giá thôi. Anh em gọi là đàm phán được, có nhau được một cái duyên, một cái giá tốt và chỉ gọi là lấy cái cớ gặp gỡ nhau thôi, được chưa? Đấy là về dòng xe 2 tấn 4. 2 tấn 4 thì nếu anh em thích màu trắng thì có màu trắng luôn.
Lý đây, cũng đời 2017, đồng giá với em kia. Đấy, đời 2017 màu trắng. Màu trắng này. Đó, sàn Inox. Em này đăng kiểm dài miên man đến tháng 3 năm sau cơ. Đấy. Đây. Clip này thực sự ấy, là clip bán hàng nhưng mà thực sự ai mà xem clip này ấy mà có tài chính là quất lên, chỉ việc chắc chắn là một điều lên, nếu mà lên chắc chắn là một điều là phải nói, chỉ việc bàn về giá là chốt thôi, khẳng định, trừ bác nào yêu cầu cao quá là mình chưa đáp ứng được thôi. Xe ngày hôm nay đã báo là xe đẹp không cần phải xem, chỉ việc bàn về giá thôi, khẳng định. Về 2 tấn 4 và đến bây giờ đến dòng xe 1 tấn 4 được chưa ạ? 1 tấn 4 thì còn em Taco Fantia mới lấy về biển 17 này. Đây. Thì hiện tại có một mẫu xanh dương và một mẫu xanh bộ đội như này, thì em này vừa mới về cũng chưa dọn rửa gì nhưng mà mình đánh giá là một mẫu xe đẹp. Đây. Nhìn bơm này. Nhìn bơm này. Anh em nhìn thấy một phần bơm chưa? Vàng ươm. Nốp đẹp cả dàn luôn anh em nhé. Đấy. Nốp đẹp cả dàn. Và tất cả những thùng này vẫn mở, người ta làm là mở được lăm bửng, à mở được cánh rơi luôn. Mở được cánh rơi luôn. Em này là mở được cánh rơi luôn anh em nhé. Đấy, mở được cánh rơi để tiện để chở hoa quả, phông dạp quá hợp lý luôn. Đó. Đó. K140 2014. Còn một em thùng lửng thì mình mới lên sóng trên kênh Facebook Đạt Xe Tải ấy. Và Facebook YouTube Xế Đẹp 888 ấy. Thì 40 thùng lửng, một xanh dương. Còn em này em thùng bạc. Đấy, thùng bạc. Thì em này có giá là 265 triệu. Thì đó. Đó là K140. Được mà hiện tại nó đang là hoa khôi của bãi. Về cái dòng xe K3000. Về dòng xe K3000 thì có lẽ là đẹp à. K3000 đẹp thì K3000 đẹp thì còn, để mình tìm nhá. À, K165 215 vẫn còn em này. Đời 215, đời 215 cũng mới về thì mình thấy vuông vắn, tuy là đời thấp hơn nhưng mà mình thấy vuông vắn. Em này chỉ 300 thôi. 300 thôi. Đấy, đời 215 300. Đẹp. Không lỗi nhỏ. Đấy, còn đâu là về phía K140 đấy, K3000 thì xem nào. Cả dàn này có em nào đẹp nhất nào. K3000. À, nếu mà phân khúc ấy, nếu mà phân khúc đời 2000 tầm hơn 200 một tí. Cam kết luôn. Em Linh Bình Gát này. Beretton này. Cam kết với anh em. Thứ nhất là sơn thì đã sơn trùm cả xe, nhưng máy như máy đời 2015, 2016. Vàng ươm, máy chất, cực chất luôn, không lỗ nhỏ. Đời 2011. Đấy. Có giá là 225 triệu đồng. 225 triệu đồng. Đây em này, em biển 29C này. Máy cực chất luôn. Đấy. Ngày xưa là nó chở ga. Chở ga thì người ta phải bỏ cái tôn thành thùng này ra. Về nhà mình mới đóng lại và mình làm bạt mới. Sơn thùng. Còn đâu là cabin, cánh cửa này vẫn là sơn zin. Đó. Máy cực chất luôn. Đấy là về tầm tiền 200. Hơn 200 một tí. Đấy. Còn đâu là nếu mà cái tầm tiền 170, 180 thì có thể lựa chọn mẫu biển 88 này. Là Kia K3000. Con này thì nó không phải đẹp nhưng mà so với đời thì máy chất. Và để mà sử dụng thì cái thùng inox kia nó xấu, nhưng mà độ bền thì nó vô cùng cao. Thùng inox mà. Đấy, em biển 88 này là tầm tiền đang bán là 175 triệu. Đó. Còn rẻ hơn nữa thì có một em phân tia nhập khẩu. Bình thường thôi mình cũng chả giới thiệu, con nào đẹp gắt thì mình giới thiệu. Anh em đến chỉ việc là ok thôi. Đấy. Bây giờ đến 2700, K2700 thì K2700. Đây. K2700 thì hiện tại trong một dàn xe như thế này thì sẽ có một em đẹp nhất. Anh em đoán được em nào rồi đấy. Đây.
Nhìn pha đèn này. À không, có lẽ cao 1,90 anh em ạ. 1,9 tấn. Thể nào nhìn nó như 2,17 ấy. Và thực tế nó là 2,17. 285 triệu. Hồ sơ cầm tay luôn. Hết nước chấm. Bảo tại sao cao 2,07 đẹp thế. Hóa ra em nó là cao 1,90. Em nhầm. Đây. Để cái góc rộng này thì mới có thể nhìn được. Đấy. Tất cả nguyên bản hết. Ghế nỉ nguyên bản nhưng vẫn còn độ phồng tôm nhá. Đấy. Sơn zin cả xe luôn. Inox tôn thành là soi được gương luôn. Đó. Để anh em xem mẫu này. Mẫu này là dành cho anh em nào mà có tầm tài chính nó vững vàng. Tại vì bỏ ra cái số tiền là gần 300 triệu thì nó không phải là nhỏ. Cho nên nếu mới khởi nghiệp thì anh em có thể lựa chọn những mẫu xe hợp lý hơn, rẻ hơn. Thì đời 2000K 2007, nếu là để đẹp ấy. Nếu mà để đẹp, mình đang cân đối giữa hai mẫu. Có hai mẫu cùng đời 2013. Cùng là đời 2013 là cùng là 225 triệu. Nhưng mà trong hai mẫu này thì anh em đánh giá hộ mình với. Đây có hai mẫu này, cùng đời 2013, cùng giá. Nhưng mà mình nó đang cân sức cân tài. Nếu mà để lựa chọn ấy, thì mình sẽ chọn con biển 17 này. Nhìn không. Em này ba lờ sốc nó vẫn còn sơn zin. Ba lờ sốc nó vẫn còn sơn zin. Cho nên là mình sẽ lựa chọn em đồ thờ này. Biển 29, đời 2013. Đây là K2007. Đó. À, tầm tiền nó chỉ rơi vào hơn 200 một tí. Hơn 200 một tí. Đấy. Còn bảo đẹp hiện tại chưa còn mẫu nào. Nếu mà về chắc còn mai mới về. À, còn dòng xe nào nữa nhỉ? Có lẽ là sẽ dừng lại clip tại đây. Đó là những chiếc xe hàng tuyển rồi. Trong hơn 110, tôi nhớ không, trong bãi này là 110 xe. Thì mình ngày hôm nay trong vòng 15 phút đồng hồ vừa qua thì anh em đã nắm được tình hình từng đời một, từng dòng xe một, theo tải trọng chọn được những mẫu xe phù hợp chưa. Nếu chọn được rồi thì hãy bình luận phía bên dưới để anh em có thể kết hợp và hỗ trợ nhau. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã theo dõi video clip này của Đạt Xe Tải. Xin chúc tất cả quý vị và bạn luôn tự mình tự tin, tự chọn mua được một chiếc xe tải cũ chất lượng. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả quý vị và bạn trong clip tiếp theo của mình vào ngày mai. Nhớ theo dõi TikTok của mình, đăng ký TikTok để cập nhật những mẫu xe mới nhất nha. TikTok Đạt Xe Tải.